chào anh em, hiện tại bây giờ đang là 4:30 sáng và chúng ta cùng đi đến Computex. Đây là sân bay gì đó, chung là rất là đẹp anh em nhìn trên trần này. Đây là sân bay rất hay của Đài Bắc. Mình và anh Đạt vừa đi Asus ROG Press event về và ở đấy thì có rất là nhiều sản phẩm mới của Asus. Có ba sản phẩm nổi bật nhất đó chính là chiếc điện thoại này, rồi là chiếc laptop Asus ROG Scale 2, và cũng như là đấy là chiếc hệ thống tẩy nước Onion mới của Asus. Và ba video này sẽ được public cùng một lúc với cùng, cả video này. Cùng video này luôn. Và thế đủ rồi, bây giờ chúng ta đi cùng đi tham quan cái phòng ở của anh em bây giờ như nào. Cửa vào đây, chúng ta có bình đun nước, nó có rất nhiều đồ ăn ở đây. Đây là khu nhà vệ sinh, các bạn thấy là khá là rộng rãi các thứ. Chúng ta có cả một chiếc bồn tắm khá là to ở đây. Đây, có cái gương rất là to và nhìn mình rất là đẹp trai trong này. Ở đây chúng ta có một cái tivi cũng khá là to. Và đây là nút bật à? Nút bật, bật thử anh em ơi. Nó signal luôn. À đây, đây, có tiếng tàu rồi. Có rồi. Đây, màn hình 40 inch và độ phân giải là 1080i, cùi vậy. Và hiện tại đang làm đây là chiếc video về laptop Asus ROG Scale 2, và tối nay anh em nói chung sẽ thấy lên cùng lúc về cái video này. Và đây là Dũng đang ngồi viết kịch bản. Đây, nãy giờ đang ngồi sau khi mấy cái thông tin mà Asus vừa đăng lên một số website nhất định thì... Sau khi update win mất bao nhiêu nhỉ? Em update win mất 15 phút. Phải hơn đấy, update win mất 15-20 phút thì cũng đã vào được máy và đã làm được. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Đài Bắc, Đài Loan để tham gia sự kiện Computex 2018. Thế nên là mình sẽ update video một cách liên tục để update thông tin mới nhất dành cho các bạn. Thế nên các bạn hãy cứ đón xem những video mới nhất nhá.